Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học toán bài luyện tập. Các con giải bài tập số 1, bài tập số 2 vào vở tự học. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta là giải toán theo tóm tắt. Đây là một tóm tắt của bài toán. Thì để giải được bài toán này, đầu tiên các con cũng phải đọc tóm tắt 3 lần. Sau đó xác định đề bài cho mình biết gì. Thì ở đây đề bài cho mình biết có 5 hình vuông, có 4 hình tròn. Đề bài hỏi mình gì? Hỏi có tất cả bao nhiêu hình vuông và hình tròn. Hướng dẫn các bạn các bước giải bài toán này. Thứ nhất là viết lời giải. Các con sẽ dựa vào câu hỏi để viết lời giải. Đầu tiên chúng ta viết chữ số. Sau đó quay lên câu hỏi xem đơn vị của bài toán là gì. Chúng ta viết kế bên chữ số là như thế. Thì ở trong bài này đơn vị của bài toán là hình vuông và hình tròn. Thì cô sẽ viết hình vuông và hình tròn vào kế bên chữ số. Quay lên đầu của câu hỏi có tất cả. Thì các con sẽ viết tiếp có tất cả. Sau đó thêm chữ là và dấu hai chấm. Bước thứ hai là bước viết phép tính. Mình cũng dựa vào câu hỏi để viết phép tính. Thì ở trong câu hỏi này có chữ có tất cả. Thì chúng ta sẽ làm toán cộng. Thì cô sẽ lấy 5 cộng 4 bằng 9. Đơn vị ở đây là chữ hình. Bởi vì trong câu lời giải đã có số hình vuông và hình tròn, nên cô xuống đây cô ghi ngắn gọn là hình. Thì các bạn lưu ý, ở phép tính khi viết đơn vị chúng ta cần có dấu ngoặc. Cuối cùng là đáp số. Ở trên là trên phép tính kết quả là 9, cô viết 9 số. Hình cô viết hình số. Và các con nhớ trong đáp số không mở ngoặc. Rồi các con hãy vận dụng các bước giải toán này để làm tiếp các bài kế tiếp cho cô nhé. Cảm ơn các bạn.